Rồi xin chào anh em nhé. Anh em nào quan tâm đến hàng Ryobi, pin Ryobi, sạc Ryobi có thể tham khảo nhé. Rồi, thì anh em nào muốn mua một bộ máy bắt vít để chuyên bắn tôn, bắt vít khỏe, có 3 cấp chỉnh lực, sử dụng động cơ chổi than, kèm 2 pin một sạc giá tốt thì có thể tham khảo con này nhé. Pin Ryobi thì hiện tại giá khá là tốt đối với pin mỏng. Đây, test cho anh em xem nhé. Con này thì vòng tua nhanh. Vòng tua nhanh 3200 và lực khá là khỏe. Dòng Bass Speed này thì cực ngon trong tầm giá nha anh em. Còn anh em nào mà muốn khoan gỗ, khoan tường, khoan sắt, đối với một con khoan hai chức năng thì anh em có thể sử dụng mũi Unica để khoan tường, còn khoan sắt, khoan gỗ thì mũi bình thường. Đó, một bộ giá tốt cho anh em. Con này thì động cơ không than, khá là nhẹ, bắt vít, bắn tôn, khoan sắt, khoan gỗ. Ok. Ryobi thì các dòng khoan vít khá là bền nha anh em, cho nên anh em có thể tham khảo. Đầy đủ pin sạc cho anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.